Bộ Ngoại giao đã tổ chức họp báo quốc tế về việc Việt Nam hoàn thành nhiệm kỳ ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc 2020-2021 với sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cùng dự có Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang. Thông tin chia sẻ từ lãnh đạo Bộ Ngoại giao cùng nội dung giải đáp các câu hỏi của phóng viên trong nước và quốc tế đã làm rõ những kết quả, dấu ấn của Việt Nam trong nhiệm kỳ tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021 vừa qua, Việt Nam đã thúc đẩy cách tiếp cận đa phương, kiên trì đề cao luật pháp quốc tế và hiến trương Liên Hợp Quốc, thúc đẩy việc tìm kiếm giải pháp bền vững, toàn diện cho các cuộc xung đột nổi lên trong hai năm 2020-2021. Song song với đó, Việt Nam đã góp phần tăng cường hành động nhân đạo, bảo vệ thường dân trong xung đột một cách thực chất khi Việt Nam là quốc gia chủ trì thúc đẩy thông qua nghị quyết 2573 là nghị quyết đầu tiên của Hội đồng Bảo an về bảo vệ cơ sở hạ tầng thiết yếu đối với người dân trong xung đột. Ngoài ra, là một thành viên tích cực của ASEAN, Việt Nam trong tư cách ủy viên Hội đồng Bảo an đã tổ chức phiên thảo luận đầu tiên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về hợp tác giữa Liên Hợp Quốc với ASEAN, qua đó làm cầu nối và nỗ lực thúc đẩy việc tăng cường hợp tác giữa Liên Hợp Quốc với các tổ chức khu vực trong duy trì hòa bình và an ninh quốc tế. Bên cạnh đó, Việt Nam đã có nhiều đóng góp thiết thực cho công việc chung của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc Đặc biệt khi đóng vai trò chủ tịch luân phiên của Hội đồng Bảo an vào tháng 1 năm 2020 và tháng 4 năm 2021, cũng như chủ tịch ủy ban về Nam Sudan, chủ tịch nhóm làm việc về các vấn đề tồn động liên quan đến các tòa án hình sự quốc tế, Việt Nam cũng tích cực thúc đẩy hành động chung về các vấn đề an ninh phi truyền thống bức thiết đối với cộng đồng quốc tế mà điển hình là ứng phó với đại dịch Covid-19. Từ những nỗ lực đó, cộng đồng các quốc gia trên thế giới càng có cơ sở và niềm tin để kỳ vọng vào những đóng góp trách nhiệm của việt nam đối với hòa bình an ninh khu vực và quốc tế trong thời gian tới việc kết thúc thành công nhiệm kỳ ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc cũng thể hiện rõ sự chuyển hướng trong tư duy và thực tiễn đối ngoại đa phương từ việc tham gia sang tích cực vươn lên đóng vai trò nòng cốt dẫn dắt hoặc hòa giải tại các diễn đàn tổ chức đa phương có tầm quan trọng chiến lược đối với đất nước